Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn đi vào nhận định dự đoán kết quả bóng đá trận đấu giữa Montenegro và Serbia trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng loại Euro 2024. Trận đấu này diễn ra vào lúc 1:45 ngày 28 tháng 3 năm 2023. Montenegro đã có trận ra quân được cho là thành công ngoài mong đợi khi đánh bại Bulgaria ngay trên sân khách. Thắng lợi này cũng đã giúp họ giải tỏa cơn khát và 4 trận trước đó chỉ biết hòa và thua. Thậm chí là ba trong số đó là những trận thua trước Bosnia Herzegovina, Phần Lan và Slovenia. Những gì mà đoàn quân huấn luyện viên Miodrag Rudalovic đã thể hiện ở Nations League 2022 vừa qua cũng là không tệ, khi họ lần lượt thắng cách biệt Romania và từng cầm hòa đối thủ đáng gờm là Bosnia Herzegovina. Trong khi đó, về phía đội khách, Serbia với đẳng cấp được đánh giá cao hơn và lại được chơi trên sân nhà nên họ đã không mất quá nhiều sức để giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đối thủ cửa dưới Lithuania. Trước đó họ cũng đã có chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Mỹ ở trận giao hữu hồi đầu năm. Dù đã xuất sắc có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng việc nằm chung bảng đấu với Brazil và Thụy Sĩ nên Serbia không thể vượt qua vòng bảng. Còn nhớ tại Nations League năm 2022 vừa qua thì Serbia đã xuất sắc giành vé thăng hạng và họ sẽ có mặt tại League A mùa tới. Nhận xét về kèo bóng đá trận đấu giữa Montenegro và Serbia, các nhà cái châu Á cho rằng đây là cuộc chiến được cho là khá chênh lệch về thực lực giữa một đội bóng chỉ giành được 12 điểm sau 10 lượt trận tại vòng loại World Cup 2022 và một đội bóng đang xếp trên cả Bồ Đào Nha để giành tấm vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm ngoái. Tại Nations League năm 2022, Serbia cũng từng xuất sắc giành vé thăng hạng, trong đó từng hai lần đánh bại Thụy Điển và thắng cách biệt Na Uy với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách ở lượt trận cuối. Vì vậy, dù làm khách nhưng Serbia được đánh giá cao hơn Montenegro ở trận đấu này và lựa chọn Serbia là lựa chọn sáng suốt. Về tỷ lệ bàn thắng trong trận đấu giữa Montenegro và Serbia, theo các chuyên gia, Serbia đang sở hữu lối chơi tấn công đa dạng và rất hiệu quả. Nên nhớ là ở Nations League năm 2022 họ đã ghi tới 13 bàn. Cho dù các đối thủ của họ lần lượt là Thụy Điển, Slovenia và Na Uy đều được đánh giá rất cao. Bên cạnh đó, hàng thủ của Serbia vốn không thật sự chắc chắn. Nên nhớ là tại vòng chung kết World Cup vừa qua, họ đã nhận tới 8 bàn thua sau 3 lượt trận ở vòng bảng, trong đó có trận hòa 3-3 trước Cameroon. Vì vậy, nhiều khả năng trận đấu giữa Montenegro và Serbia sẽ diễn ra với thế trận cởi mở và phóng khoáng. Trận đấu được dự báo sẽ có nhiều bàn thắng được ghi và lựa chọn cửa tài cho trận đấu này là khả quan. Các nhà cái châu Âu thì cho rằng với lợi thế sân nhà và sự hưng phấn sau khi giành trọn 3 điểm trên sân của Bulgaria ở ngày ra quân, Montenegro đã có lý do để tự tin ở trận đấu tiếp theo khi nó tiếp Serbia. Tuy nhiên, xét về thực lực thì đội chủ nhà rõ ràng đã bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Serbia. Ngoài ra thì thành tích đối đầu trong quá khứ họ hoàn toàn lép vế khi cả hai lần chạm trán tại Nations League năm 2018 họ đều để thua đối thủ này. Trong đó từng thua cách biệt 0-2 trên sân nhà. Vì vậy, Montenegro được cho là rất khó để có điểm trong trận đón tiếp Serbia ở lượt trận thứ hai vòng loại Euro 2024 này. Nhìn chung, năm 2022 rõ ràng là một năm thành công với bóng đá của Serbia. Bằng chứng là ngoài việc giành vé thăng hạng tại Nations League thì họ còn xuất sắc vượt qua cả Bồ Đào Nha để giành tấm vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Qatar. Nên nhớ là lượt trận cuối vòng loại World Cup 2022, Serbia đánh bại Ronaldo và các đồng đội ngay trên sân khách. Vì vậy, dù được dự báo sẽ có chuyến làm khách không hề dễ dàng trên sân của Montenegro, nhưng Serbia với đẳng cấp của mình, họ hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách này. Được biết, trận đấu giữa Montenegro và Serbia trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng loại Euro 2024 sẽ diễn ra vào lúc 1:45 ngày 28 tháng 3 năm 2023. Theo bạn, giữa Montenegro và Serbia, đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ team bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.